Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm, thuộc thị trấn Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đất chỗ khu vực này rất là tươi tốt quý vị nhá. Trồng sầu riêng được này, trồng bơ các thứ đây này, đất đỏ đẹp. Thì giới thiệu quý vị ở đây, chúng tôi đang có 3 cái lô đất đang cần bán ở gần đây. Từ cái vị trí này ra quốc lộ 55 á, rất gần thôi, khoảng cỡ 300-400 mét thôi. Từ đây còn nghe cái tiếng còi xe của cái quốc lộ 55 đi ngang qua á. Thì giới thiệu quý vị ở đây một lô đất chiều ngang 10x30 này, 300 mét vuông, trong đó có 120 mét đất ở rồi. Thì đang chào bán giá là 3 tỷ 4, 3 tỷ 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm. Còn đây này, có một cái lô đất khác diện tích tới 1000 mét vuông, đang chào bán giá hơn 4 tỷ. Đấy, cái này thì nó bị hẹp hậu một chút. Ở chiều đằng này thì nó to này. Nhưng được cái họ đã xây hàng rào các thứ rồi. Đấy, cái này đang bán hơn 4 tỷ, 4 tỷ 3, 4 tỷ 4 ấy. Tức là hơn cái kia khoảng 1 tỷ, nhưng mà diện tích là lớn gấp 3. Lớn hơn gấp 3. Nhưng mà diện tích chỉ có giá tiền chỉ hơn 1 tỷ thôi. Hơn cái nô kia 1 tỷ. Đấy quý vị không? Cái này nó phình vào này. Đấy, 1000 mét vuông. Nhá, cũng có thổ cư rồi. Đây. Thực ra nó bị thắt ở giữa quý vị nhá. Cái này này, nó thắt ở giữa xong rồi nó phình ra. Anh quay cái video thì nó hơi khó nhìn. Hơi khó cho quý vị nhìn. Đây này, quý vị hình dung không? Nó thắt vào xong nó phình ra. Thế nên là đằng trước đằng sau nó cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà cái eo của nó thì nó bị hẹp vào. Đó. Có thổ cư hết nhá. Vay ngân hàng các thứ thoải mái. Còn cái lô kia có 100 mét vuông thôi mà đã đòi 1 tỷ 90 triệu rồi. Cái này là 15 mét, 10 mét. Cái cách này 10 mét thì là 1 tỷ 9 đây cho quý vị. Bởi vì tôi đã quay một cái video khác rồi. Nhưng thôi tiện thể để quay lại cho quý vị hình dung luôn. Đây này, nó đã xây thì danh hết rồi. 1 tỷ 9, 90 rồi. Còn ở trong cái con hẻm này, đi vào bên trong, tôi có một cái nô đất 3 xào luôn, mà đất phủ hồng 100% luôn đấy. Đường xe hơi đi thoải mái, mà giá bán cực kỳ hấp dẫn luôn. Giá bán 6 tỷ cực kỳ hấp dẫn luôn. Tôi thấy cái nô đấy là đầu tư rất là ngon. Để quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.